Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024, tối qua ngày 1 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã dự, trao giải cho các tác phẩm đạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Bút Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt một giải A, một giải B. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đạt một giải khuyến khích. Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại năm 2023 và hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có của bối cảnh trong nước và quốc tế, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với ý chí quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và tinh thần, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, đổi mới sáng tạo. Đất nước ta đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực với nhiều dấu ấn nổi bật, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng nhấn mạnh, qua 8 lần tổ chức, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng đã khẳng định giá trị, sức hấp dẫn, sự lan tỏa đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng thời khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng son sắt với cách mạng của những người làm báo trong cả nước, xứng đáng như lời dạy của Bác Hồ. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Quan trọng, đồng thời tạo không khí sôi nổi. Giải Búa Liềm Vàng còn là diễn đàn thể hiện những quan điểm, lý luận, lịch sử tự hào, niềm tin của nhân dân và thực tiễn hoạt động phong phú của Đảng ta. Các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ trương, quan điểm về công tác xây dựng Đảng, phản ánh sinh động, sinh hoạt chính trị trong Đảng, đặc biệt là các vấn đề cấp thiết đang nổi lên như xây dựng văn hóa đạo đức trong Đảng, chống căn bệnh, sợ trách nhiệm, sợ sai. Đồng thời khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Sau 8 mùa giải, giải Búa Liềm Vàng ngày càng thể hiện sự uy tín, thu hút được đông đảo các tác giả, nhóm tác giả tham gia. Năm 2023 là năm ghi nhận số lượng tác phẩm dự giải nhiều nhất với 2.216 tác phẩm. Các tác phẩm vào chung khảo không chỉ bảo đảm chất lượng nội dung mà còn hài hòa các thể loại, các loại hình, vùng miền và phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ 120 tác phẩm được Hội đồng Sơ khảo xét chọn, Hội đồng Trung khảo đã xem xét, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 6 giải chuyên đề, 30 giải khuyến khích. Đài Tiếng Nói Việt Nam đặt giải A cho tác phẩm, chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy sợ sai, ai không làm hãy đứng sang một bên. Giải B cho tác phẩm Tin ở Khershaw Hờ Bê Lâm. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đặt giải khuyến khích với tác phẩm Đường Vành Đai 4, dấu ấn từ những quyết sách chưa có tiền lệ.